Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, dự báo từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh cho biết, đêm nay trên địa bàn toàn tỉnh trưa chiều và tối mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc sét, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất là từ 29 cho đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho đến 25 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 95%, gió nhẹ. Tiếp theo là phần dự báo mực nước tại các trạm trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, ngày mai 21 tháng 10, ở khu vực phía Bắc của tỉnh, mực nước ở đây dao động. Theo đó, tại trạm Mộc Quá, mực nước dự báo vào ngày mai là 1,15m, tại trạm Tân Hưng là 1,83m, riêng trạm Vĩnh Hưng, mực nước được dự báo là 2,07m, ở trạm Khương Điền B là 2,29m và 1,63m là mực nước tại trạm Vĩnh Đại. Đối với khu vực phía Nam, mực nước ở đây lên theo kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch. Trong ngày có khả năng xuất hiện đỉnh triều trong thời gian từ 4 đến 6 giờ và 16 giờ đến 18 giờ. Theo đó, tại trạm Tân An, dự báo mực nước ngày mai là 1,50m và 1,49m là mực nước được dự báo ở trạm Bến Lức. Đỉnh triều ở hai trạm này đều xuất hiện trong khoảng thời gian từ 3 giờ đến 5 giờ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng rãnh thấp có trục 5 đến 8 độ vĩ Bắc, nâng dần trục lên phía Bắc, áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc tăng cường xuống phía Nam, trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, tại khu vực miền Đông Nam Bộ, khu vực này đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc sét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 22 cho đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 32 độ. Đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, khu vực này đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc sét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 31 độ. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.